Xin chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký 4G Mobifone 70k một tháng và tổng hợp các gói cước 70k data siêu khủng. Các bạn thân mến, MobiEdu ra mắt các gói cước ED70, TA70, LT70 với ưu đãi giúp học sinh, sinh viên tăng khả năng tiếp cận với hình thức học trực tuyến. Cả ba gói cước đều được cung cấp với 30GB data 4G tốc độ cao mỗi tháng và ưu đãi học tập không gia hạn trên MobiEdu. Và giá đăng ký của cả ba gói cước đều đồng giá là 70.000 đồng. Khi đăng ký gói cước ED70, bạn sẽ nhận được 30GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Các bạn học sinh sẽ nhận một tài khoản học tập miễn phí trên Mobi Studio, một tài khoản thu thử và gợi ý trường đại học phù hợp trên chuyên trang đại học của MobiEdu, kèm theo sự hỗ trợ học tập của trợ lý ảo ChatGPT. Và để đăng ký gói cước ED70, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách ED70 gửi đến tổng đài 9084. Gói cước TA70 ra đời phục vụ tất cả các đối tượng mong muốn phát triển toàn diện kỹ năng tiếng Anh, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên. Chỉ với 70.000 đồng mỗi tháng, các bạn có thể rèn luyện các kiến thức kỹ năng tiếng Anh cơ bản trên MobiEdu. Ngoài ra, bạn còn được nhận thêm 30GB data tốc độ cao sử dụng trong 30 ngày. Tức một ngày, bạn sẽ nhận được 1GB data để sử dụng. Để đăng ký gói cước TA70, bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách TA70 gửi đến tổng đài 9084. Gói cước LT70, sau khi đăng ký thành công, bạn sẽ nhận được 30GB sử dụng trong 30 ngày. Mỗi một ngày, bạn sẽ nhận được 1GB. Ngoài ra, bạn còn được miễn phí một tài khoản học tiếng Anh trên MobiEdu. Để đăng ký gói cước LT70, các bạn hãy soạn tin nhắn theo cú pháp DL dấu cách LT70 gửi đến tổng đài 9084. Ngoài ba gói cước mình vừa giới thiệu, thì trong phần mô tả bên dưới video, mình cũng có giới thiệu thêm đến các bạn những gói cước khác của nhà mạng Mobi, hoặc các bạn có thể tham khảo thêm tại website mobifone.group. Tại đây, mình sẽ giới thiệu đến các bạn đầy đủ các gói cước 4G của nhà mạng Mobi được cập nhật mới nhất hàng ngày. Các bạn hãy lựa chọn cho mình một gói cước phù hợp để đăng ký. Để đăng ký, bạn hãy kích vào phần đăng ký, hệ thống sẽ tự động soạn tin nhắn cho bạn. Bạn chỉ cần gửi là đăng ký thành công. Nếu bạn cần hỗ trợ, tư vấn thì hãy để tin nhắn trong phần bình luận. Mình xin được giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy cho mình một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại.